thoải mái vấn đề. À. Nào, đầu tiên em bảo tay thẳng hàng vuông góc. Chưa vuông góc cần đàn. Vuông góc. Nhìn này, vuông góc nha. Đấy, nó phải đẩy cái thằng này ra tí nữa. Vân tay nằm rơi số 1. Rồi để trong khoảng 1 đi nào. Rồi, bây giờ gặp vuông góc thì ngón số 1 vào. Phải tập, cố mà tập vuông bằng được thì không biết sao bấm âm nó tịt hết. Rồi, thế xong vươn này ra, bình tĩnh. Đánh đi. Chậm thôi nào, mi nào. Phà, giữ nguyên, nhiều lực quá, nhiều lực quá. Bấm vừa đủ kêu thôi, tại sao bấm mạnh thế. Thôi dựng, bấm vào, cả hai bấm vào rồi. Như này tạm được, nhưng cố gắng cái ngón này dừng vuông lên tí nữa. Thế. Đấy, em muốn tập như thế cơ mà. Bây giờ bác thầy phải tập thật chậm lại. Mình đã bao nhiêu năm đánh đàn, nó không ổn rồi. Thì bây giờ mình cố lên một tí. Bây giờ có vội nữa, chả để làm gì mà. Làm chậm thôi. Dựng vuông lên. Nếu mà bác bấm như này lên dây trên này, bác bấm lên dây trên đi. Bấm cả cái này lên dây trên. Đánh dây mí xem kêu không. Dây dưới cơ. Đó, bác thấy nó phải dựng vuông này mà. Đúng không? Thế tại sao bấm ở dây dưới bác không dựng vuông nó lên? Hiểu em nói không? Đúng rồi, anh hiểu rồi. Thế thì làm chậm thôi để được tay mà. Tại sao cứ làm nhanh làm gì? Em không cần cái nốt nhạc kêu. Nha. Em cần đúng tay. Bác phải tập như này em một thời gian thì tay nó mới giãn được ra. Hiểu không? Chứ không nó cứ rúm vào với nhau thì bấm hợp âm nó vẫn hỏng thôi. Được gì đâu. Nào làm chậm này nào. Đầu ở đây ngoài nhá. Đúng rồi. Với cả này. Nghe em nói này. Ừ. Ví dụ nhá. Lực tầm này nó đã kêu rồi. Thì đừng bấm mạnh đến mức như này. Bấm vừa đủ thôi. Sửa mãi không được cái lực đấy. Đúng rồi. Mì, pha và son. Thế dừng vuông lên thế chứ. Rồi để cái đàn song song hai vai nào. Rồi. Trong buổi hôm nay chỉ tập thế thôi, thật là đẹp lên. Nào, tùng đúng không nhỉ? Vâng. Trả tiền bài nào. Em trả cái gì? Đâu, em đang tập bài nó đi. Ừ, trả đi. Đánh bài trả đây. Ờ, thế chân dừng theo tay à? Nào, thế chân dừng theo tay à? Nó trắng bằng bao nhiêu vai? Thế tại sao chân đập không một lần? Không, em không nhầm nốt mà em đang hiểu sai vấn đề. Khi nốt trắng ấy là tay em nghỉ lại dài hơn đúng không? Thì chân em nghỉ được sao? Chân nó vẫn phải làm việc chứ. Lại nào. Đấy. Nó phải đập đều chứ. Nhìn này. Son, mì. Thì cái chân nó vẫn đập đều mà. Thế nó đều thế chứ. Đúng rồi. Khóa đố. Rồi bây giờ thầy bảo. Bây giờ tay trái nhá. Cái thế hợp âm chặn này này. Từ bây giờ khi nào gặp hợp âm chặn thì mới để như này nữa nhá. Và từ bây giờ lỏng tay ra. Để nguyên cái thế của ba dây dưới đánh cả bài. Cái ngón nào không tới thì cố tập vươn nó tới nhá. Chứ không được dịch cái này ra. Không được dịch cái này ra đây để vươn thằng này cho đến đây cho nó tới. Đang tập như thế cho nó giãn dần cái khớp tay ra. Nào lại cái đầu. Đúng rồi. Ngón này cong lại. Ngón thế. Ngón này khi không chơi cứ cong lại để gần ở đây. Gần trong một. Trong cái khoảng của khoang 1. Thằng này thế cong lại để khoảng khoang 2. Khoang 3. Hiểu chưa? Bắt đầu. Sai rồi. Đánh lại nước đố nào. Nước đố đấy bao nhiêu phách? Đố này là 1 phách. Bao nhiêu phách? 1 phách. Nước đố này bao nhiêu phách? 1,2. 1,5. Đúng rồi. Thế nào là một đập chân rưỡi? Là đập một chân rưỡi. Thế nên phải nút thứ hai. Nút tiếp theo này. Đâu đánh thử xem nào. Đâu bây giờ đập chân không đâu. Chỉ cho thầy 1,5. Tức là từ đập xuống đến hất lên đúng không? Thế mới được một nửa. Thế nào là 1 phách? Thế nào là 1 phách? Từ đập chân nhất đến đập thứ hai là 1 phách. Thế vừa rồi em đập từ đập chân đầu tiên đến hất lên. Em đã bảo một đợt đập giữa là thế nào được không?
đúng rồi, nó phải như thế chứ. Thế xong sang Lucy. Hiểu chưa? Làm kỹ lại đi nào. Và thầy bảo này, từ bây giờ mắt không nhìn vào hai tay nữa. Mắt nhìn vào bản nhạc, không được phép nhìn hai tay nữa. Đến tầm này thì vẫn còn nhìn tay là sao? Mắt nhìn cắm đồ, cắm mắt vào bản nhạc đi, không nhìn tay nữa. Không về sau suốt ngày phải nhìn. Nào. Chậm rồi, Thái chậm thôi, không cần đánh nha anh. Nhanh đấy, đô là đô là không phải đô sòn, đến nốt là không phải nốt sòn. Nhìn nhá, lần một thì nó là nốt sòn, vâng. Nhìn này, đây là nốt sòn thì nằm dưới cái dòng kẻ phụ số 2 à. Đúng không? Vâng. Còn lần tiếp theo nốt là nó nằm trên dòng kẻ số 2, tức là nó ở đây. Đúng rồi, nốt sòn này thấp hơn nốt la mà. Tay để thẳng hàng vuông góc, lỏng tay ra, lỏng tay ra, luôn để như này mà. Khuỷu tay đẩy ra nữa gì thế? Bắt đầu. Đô là, đây là nốt si, chưa thuộc tên nốt nhạc. Đô là dây là đấy, đánh đô xong buông ra, đô, buông ra. Đô nào, bình tĩnh nào, đừng cuống, mình điều khiển nó chứ nó điều khiển mình đâu. Đô, là dây là, đô. Đấy, nốt là đấy mà. Lại nào. Từ đầu. Bác Nam đánh chậm xuống, bác Nam sợ đánh nhanh thế. Đồ là xài hết nhịp chân rồi. Đấy lại từ đầu thật chậm, không được đánh nhanh như thế. Nghe này, 2, 3, son, mi, 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 đô, son, đô, rê, mi, son, pha, 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 đô, si, la, son. Nó chậm đều thế mà. Đây là còn chưa có dấu luyến nữa nhá. Khi nào đánh giỏi thì thầy sẽ ép đánh dấu luyến. Đúng rồi, nhưng vươn dài về cuối, dựng vuông như thế tốt rồi. Bởi bác thấy chưa, ngón của bác nó chưa giãn được, bác có hiểu không? Tức là cái khoảng này nó chưa giãn được ra, đâm ra đánh nó phải co vào đây thì nó mới dựng được vuông, có hiểu không? Thế cho nên phải tập từ từ thôi để nó giãn dài ra đây. Em nói với bác từ đầu tập rồi. Nào đấy, chậm lại với em nào. Thôi chậm thôi, sai chân rồi. 2, bình tĩnh, đánh chậm cùng em. 2, 3, đen, đơn, đơn, kép, 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 đen. Đấy, chân có làm được đâu. Chậm thôi, 2, 3, đen, đơn, đơn, kép, 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 đen. Đấy, thiếu cái đập chân ở đầu 4 nốt kép. Bắt đầu. Đen, đơn, đơn, kép, 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 đen. Đấy, chân có đập được đâu. Nhìn này, đen, đơn. Thôi bây giờ không đánh đàn nữa, chỉ đập chân không rồi. 2, 3, đen, đơn, đơn, kép, kép, kép. Đấy, sau cái đơn này là bác phải có nốt kép. 2, 3, đen, đơn, đơn, kép, kép. Đấy, cái kép đầu tiên phải đập chân. Đen, đơn, đơn, kép, 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 đen. Nó thế mà. 2, 3, đen, đơn, đơn, kép, 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 đen. Hiểu chưa? Làm chậm thôi, đừng có làm nhanh. Đơn này. Đen. Đen nào, đen. Nhìn vào tờ giấy á. 2, 3, đen. Đơn. Đơn, kép, 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 đen. Đấy, bác bị hỏng cái chỗ kép kép này này.
bắt đầu đen đơn đơn kép 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 đen đấy, chân đập theo tay kìa, đã tách được đâu, đơn kép 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 lại nha. Thế không hỏi về vì anh nghĩ là đen đen rồi lên xuống chỉ có nhất thôi không đúng thôi, còn một cái đơn trước bốn cái kép đâu, còn cái đơn đâu, đen nào, đen đơn đơn kép 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 đen đúng rồi, nhưng mà chân anh không đập được theo tay. Đen này đúng rồi, nhấc lên là kép này là... đen đầu tiên nào, đen phân tích từ từ thôi, đen đầu tiên đập xuống, đen này nhấc lên đập xuống, đơn 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 tiếp này, nhấc lên đánh đơn đập xuống, bắt đầu vào nút kép đầu tiên, nút kép đầu tiên mà đến anh được hai phát mất rồi. Rồi xong ba nút kép còn lại trong cả cái khoảng đấy, thừa ba nút thôi, thế 1 2 3 thế xong rồi nút đen cuối cùng ba. Nhìn nhá, đen đơn đơn kép 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 đen đơn, đen đơn đen đơn đen này xong nhắc lên đơn đen này đơn 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 này kép 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 thế xong cái xong cái cuối cùng thì là nút đen, bắt đầu nào, đen đơn đen đơn chứ không phải đen 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 đen